Ok, mà 8 giờ 24 phút nhá. Mình sẽ bổ sung giao diện vào thôi nhỉ. Mình giải cái bài toán phân hình bậc nhân nhá. Đang màn hình thứ nhất này. Mình cần thêm hai ô tách nữa nhỉ. Hai ô tách nữa nhá. Đây. Cho thêm hai ô tách. Edit tách nó. Edit tách này. Đấy. Edit tách chính nhất thì nó bám với thằng bên trên nhỉ. Android cái này là EDTA nhá. Và nó bám với thằng phía trên nhá. Cái này là bám với thằng là EDC dữ liệu này. Ok. Và ở đây chúng ta bảo là nhập A nhá. Nhập A. Là nhập hệ số A đi. Hệ số. Rồi. Sau đấy thì chúng ta lại có thêm một cái ô tách nữa nhỉ. Căn C này, copy xuống này. Mà ta bảo là hệ số B đúng không? Edit hệ số B này. Sau đấy chúng ta bảo nhập hệ số B. Rồi, xong rồi thì bám với rằng là Edit A. Sau đấy chúng ta cần một cái nút là nút button giải nhỉ. Đúng không? Hay là dùng cái thằng chuyển này luôn. Đúng không? Dùng thằng chuyển này luôn nhá. Chuyển là chuyển thành giải nhá. Ừ, chuyển thành giải. Rồi, thế thôi. Giao diện thì thôi nhỉ. Preview. Sau đấy thì bên bên thằng này chúng ta lại khai báo bổ sung thêm là EDTA phẩy EDTB gì được không nhỉ? Thế thôi nhỉ. Ánh xạ thêm này. Căn D căn D EDTA EDTA EDTB EDTB EDTB. Rồi sau đấy mình gửi cái A với B này sang đúng không? Đấy cái này thì mình gửi viết cứng kê đó nhá. Mình chỉ cần là khóa nó lại, không cần không cần khóa đâu. Tí nữa mình công nhận là được cái gì, đúng không? Bây giờ mình sẽ gửi thêm hai cái nữa, đúng không? Đầu tiên là phải lấy về này. Mình sẽ hệ số của mình nhập vào là dạng là số nguyên nhá. Số nguyên trước ra, làm số nguyên trước ra rồi đấy, nhưng mà thích làm plot thì sửa thành plot sau, thế thì nó mới đủ 10 phút EDTA này a bằng là integer đúng không? Chấm này chuyển luôn pay pay in là cái thằng là EDTA chấm get text chấm toString chấm phẩy sau đấy chúng ta copy xuống là thằng này thằng B TB rồi sau đấy chúng ta gửi dữ liệu đi bằng cách là intern chấm put putinstar là chúng ta bảo là A thôi nhỉ mình gửi thế đơn giản sau đấy là B. Rồi. Sang bên kia chúng ta nhận về dữ liệu đúng không ạ? Sang này chúng ta nhận về dữ liệu thì mấy cái dòng tốt này thì mình không phải tốt nữa nhá. Rồi, khóa nó lại. Xem như là mình không nhận đúng không? Thì mình sẽ nhận về cái dữ liệu A và B INTA bằng này. Intern chấm z IG đúng không? Tích trang. Cái nên là A và cái giá trị mặc định của nó là không nhé. Tương tự như vậy chúng ta có B và B xong rồi đã lập trình này bắt đầu có kết quả chúng ta lập trình là if nếu A bằng không và gì B bằng không thì chúng ta sẽ gắn một cái câu là KQ nhé KQ ban đầu bằng rỗng là cái thông báo kết quả thì mình thông báo thì chúng ta sẽ cái KQ này nó sẽ bằng là gì ạ phương trình vô số nghiệm ok chưa rồi L L if nhé if gì nhỉ phương trình vô nghiệm là A này
bằng không đó, và B khác không. À, chúng ta sẽ có là KQ nó sẽ bằng là gì? Phương trình vô nghiệm. Rồi. Còn L nữa thì có nghĩa là A nó khác không nha. L đi. Và X luôn cũng được. X A mà khác không. Thì người ta bảo là phương trình có nghiệm duy nhất hai chấm này, các cha này cộng với gì, trừ b chia cho a, được không? Chắc là được, mình nghĩ chắc được. Sau đấy thì gì ạ? Mình chốt này lên thôi. Đó, chốt này lên thôi. Cộng các quy. Cái này để cho nó thành long đi. Dài dài chút. Tại nhá. Theo như thời gian ở đây mới 6 phút 26 giây đúng không? Thời gian nó chạy mất tầm khoảng 30 giây nữa. Ok, được chị. Rồi, tài xong rồi nhé. Chúng ta xem cái bảng. À, chúng ta có những hệ số đúng không? Ví dụ như là 10 đi. Thằng này là 20 đi. Sau này là bảo là chúng ta bảo là giải phương trình chứ, ok chưa? Kích giải này đấy, nó bảo là phương trình có nghiệm duy nhất là âm 2, chuẩn nhỉ? Chuẩn đúng không? À, test là cả tính cả tính cả chất nhá. Ví dụ như a bằng không nhá, b bằng 20 đi, nó phải là phương trình vô nghiệm đúng không nhỉ? Giải này đấy, phương trình vô nghiệm đấy, test phát nữa này, vô phương nghiệm nhá, không này, không này, giải này, đấy, phương trình vô phương nghiệm đúng nhỉ? Như vậy cả thời gian cốt, cả thời gian chạy, cả thời gian test chưa 10 phút. Vừa rồi là mình chúng ta chạy và in ra kết quả, là nó in ra kết quả ở màn hình thứ hai đúng không ạ? Bây giờ chúng ta học một cái hàm để mà kết quả nó in ra ở đây luôn các bạn, in ra ở màn hình này luôn, kích giải phát là in luôn, in ra ở đây phương trình vô nghiệm, phương trình có nghiệm, phương trình gì luôn, in ra ở đây luôn. Đấy. Thì cái đấy thì chúng ta sẽ gửi dữ liệu, thì chúng ta sẽ gửi bằng cái hàm là không không phải là start activity nữa, mà chúng ta phải gọi cái hàm là start activity for exam. Đây. Đấy, như vậy khi chúng ta gửi dữ liệu ở đây này, chúng ta sẽ không dùng cái hàm này, dùng hàm khác là cái hàm start activity for exam. Đấy, hàm này start activity for exam. À, đấy, hàng này nó có hai đối số intern và một cái request code, mà cái request code lúc này mình giải thích cho các bạn, đó là cái một cái khóa gửi sang bên đấy để xác định cái dữ liệu này là dữ liệu của màn hình nào, đúng không? Tại vì nó là như vậy, chúng ta vẫn vậy là truyền vào hai đối số, nhất là vẫn intern, trong intern có dữ liệu này, đối số thứ hai nó là một cái số nguyên, một cái khóa thì tạm thời cho nó 1, 2, 3 nhá, bình thường chúng ta đặt nó là hàng số, đúng không? Rồi sau đấy ở bên cái thằng này, bên thằng này nó nhận dữ liệu xong thì bây giờ nó gọi lại, nó gửi lại dữ liệu, thì nó sẽ gọi cái hàm, một cái hàm đấy là mình bây giờ mình không tốt nữa, không tốt nữa, thì nó sẽ gọi lại cái hàm nào? Khi chúng ta muốn trả về dữ liệu thì chúng ta sẽ gọi cái hàm là hàm set json. Đấy, set json và cái intern cần gửi về, sau đấy chẳng phải là json ok hoặc là json cancel gì đấy, sau đấy finish. Finish nó là một cái hàm để ẩn cái màn hình hiện tại xuống và để đẩy cái màn hình phía sau lên, và thì chúng ta phải gọi cái hàm này nhá, set json. Rồi ok, gọi luôn này, đây chúng ta phải gọi cái hàm là hàm set json, set json.
Hai đối tố, đối tố nhất là thứ nhất là cái quét code à, result code chúng ta trả về chúng ta thấy là tất cả mọi thứ ok hết rồi đúng không nhỉ? Ta bảo là result ok, nó là một hàng số result ok âm một. Đấy, hàng số nó là âm một. Đối tố thứ hai đấy là cái instance cần gửi về à, như vậy chúng ta lại phải đẩy cái thằng này vào một instance đúng nhỉ? À, chúng ta có thể new instance vào đây, new instance khác chứ không cần dùng instance cũ đâu đúng không? Instance này, instance ta bảo là instance trả về đi đúng không? Bằng này new instance, và cái instance này thì chúng ta cũng phải định nghĩa cho nó cái màn hình cần cần phải gửi về đâu đúng không ạ? À, chúng ta có này chắc gian instance, và như vậy cái này chỉ cần instance thôi nhá, chứ không cần phải địa chỉ gửi về nhá. À, bởi vì cái hàm này nó mặc định là nó sẽ gửi về trả về cái màn hình mà có cài đặt cái hàm là hàm gọi là activity gian, on activity gian. New instance lên và chúng ta put cái dữ liệu vào đây không? À, dữ liệu chúng ta put vào đây. Chấm put put trang bình thường. Put trang bình thường nhé. À, chúng ta put à, số đúng không? Số A, số B. À, chúng ta bảo là ở đây chúng ta bảo nghiệm một cái các quy. Rồi, sau đây chúng ta gửi cái tuần này vào đây. Ok. Đấy, như vậy thì nó sẽ gọi đến cái hàm mà do cái màn hình, do cái thằng nào nó gửi đến theo theo cái theo nó căn cứ theo cái gì nhỉ? Cái này nhỉ? Do cái thằng nào nó gửi nó do thằng bên này là nó gửi đến theo cái quét code này, này. Thằng nào nó gửi đến cái này thì nó sẽ gửi sang đúng màn hình đấy. Đó, như vậy thằng này gửi đúng không ạ? Thì nó sẽ kết quả nó sẽ gửi về đây. Gửi về đây và nó là cái hàm gửi trong cái hàm là hàm on activity. Đây, activity ra. À, chúng ta cài đặt cái hàm này. Đó. Nó gửi về ở ba cái đối số lúc này mình giải thích là request code là nó phải là 123, như vậy chúng ta kiểm tra xem đúng có đúng dữ liệu của mình hay không. If bởi vì có thể là nó gửi cũng như tần đấy nhưng mà nó gửi thằng khác đúng không? Nó gửi dữ liệu khác là khác của thằng khác. Kiểm tra nhá. If này. Request code có bằng với 123 không? À, dữ liệu của chúng ta đúng không? Nếu bằng rồi thì kiểm tra tiếp. If này. Cái result code này có bằng với result ok không? Có nghĩa là dữ liệu có ok không? Đấy. Nếu ok tiếp thì chúng ta mới xử lý. À, từ đây như vậy đến đây là ok rồi nhá. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lấy dữ liệu ra rồi. Được chưa? Dữ liệu chúng ta lấy ra thì rất đơn giản là chúng ta phải là dùng string chúng ta bảo là nghiệm bằng này nó là instance đúng không? Chúng ta vẫn dùng data bình thường thôi, chấm vẫn tăng xét bình thường red string extra đúng không? Nó là instance mà string extra và theo cái name đúng không? Cái name ra bên kia gửi là gì? Nghiệm đúng không nhỉ? Rồi và nó tốt lên màn hình tốt my check nó bảo là cộng với nghiệm. Ok chưa? Rồi. Trường hợp ở đây L. L ở đây có nghĩa là gì ạ? L ở đây có nghĩa là cái result code này này. Nó không phải là âm 1. Đúng không? Có nghĩa là không phải là ok. Thì chúng ta có thể thông báo lên màn hình là một cái lỗi gì đấy. Đúng không nhỉ? Chúng ta bảo là có vấn đề gì đấy đúng không? Xảy ra trong việc giải giữ gìn chẳng hạn không đúng không? Rồi còn trường hợp thứ hai là cái eo thế này này, eo này là trường hợp gì ạ? Eo này có nghĩa là chúng ta có lên thằng bảo là đây không phải dữ liệu của tôi đúng không ạ?
dữ liệu này không đúng, dữ liệu không, dữ liệu không đúng, không đúng của tôi đúng không? Thì tự nhiên thì cái trường hợp eo này nó ít khi mà xảy ra đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta chạy xem thử như thế nào. Chúng ta còn thiếu một việc nữa là chúng ta chưa 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 ẩn cái màn hình này đi, chúng ta muốn ẩn nó đi chúng ta gọi hàm finish. Finish này là ẩn cái màn hình. Các bạn lưu ý là các màn hình ở trong Android nó lưu ở dạng tắt, có nghĩa là màn hình hiện tại, màn hình mà đang chúng ta nhìn đang nhìn thấy ấy, nó nằm ở đỉnh tắt. Thì ẩn màn hình ấy đi có nghĩa là nó đẩy cái màn hình này xuống dưới cái tắt thứ hai nhé. Chúng ta chạy lại nhé. Ok, chạy xong nhá, chúng ta xem kết quả như nào. Bây giờ chúng ta sẽ nhập là 3 này, 9 này, đúng không? Kích giảm. Đấy, chúng ta bảo là nhìn, các bạn nhìn thấy là nó thông báo nghiệm ở đây luôn đúng không? Nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy là không, nó không chuyển màn hình. Bản chất là nó chuyển rồi đấy, nhưng mà nó chuyển nhầm, đúng không? Nó chuyển xong nó xử lý, nó trả về luôn. Ok ạ. Ví dụ như ở đây không, đúng không? Không. Giảm. Thì nó sẽ là phương trình vô số nghiệm, đúng không? Ok, đấy là cái việc là chúng ta nhận về cái kết quả. Và cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ là nốt cái phần dữ liệu là gửi dạng dữ liệu dạng đối tượng như nào, đúng không? Rồi. Sau đấy thì chúng ta mới chuyển sang cái loại in dần thứ hai là in dần implicit.